Cũng mừng anh chị lên nhà mới, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Năm nay là phát tài phát lộc nhá anh. Thôi nghiệp cửa anh chị xin kính chào quý anh chị thân mến. Trường ngày nay chúng ta đang có mặt tại nhà anh Hà, chú anh nhà ba bồ can, chú bồ can chú hiện ở mới phải làm xong nhà, chú phong thủy trong cái đặt sổ anh chị với bộ đèn cửa cũng cùng hàng mừng vui nhá, mừng vui hoàn toàn. Thế là gói gọn là hết bao nhiêu tiền anh? 700 đúng không? Mấy chị kêu là cả nội thất cũng là 700. Nhà rất là đẹp. Hai ông chủ đây, gió luôn, mát lẹo luôn, chiếu ngang luôn. Dạ, công nhân mở ra nhìn rất là thoáng. Đây là cái bộ sản phẩm mà shop đã thi công đặt cho nhà anh Hà đây, rất là đẹp đấy. Với giá là 700 triệu quý vị nha. Một phòng khách bao gồm cả nội thất, một phòng bếp và ba phòng ngủ. Tiếp theo là phòng bếp hành lang rất là đẹp. Hành lang chỉ rộng trời rồi. Ừ, giờ chúng ta chụp kìa nhé. Cứ làm ra chơi. Phòng ngủ thứ hai đây, mô mai cà phê vàng như nhá, rất xinh. Bên trong khu vực chợ bầu cát, các bầu cát cảm thấy những cái bộ sản phẩm mà shop đang thi công đã đặt cho là